Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Man United nhận tin xấu về Casemiro. MU mở cuộc điều tra Ten Hag. Erik Ten Hag xem xét loại bỏ Bakura Sport. MU chốt giá mùa trung vệ Wehi. MU nhận tin xấu về Casemiro. Tiền vệ Casemiro đã gặp phải chấn thương mắt cá khi anh thi đấu trong màu áo đội tuyển Brazil. Tiền vệ 31 tuổi chỉ thi đấu được 11 phút trong trận đấu giữa Brazil hòa 1 đều Venezuela thì phải rời sân. Trước mắt đội tuyển Brazil sẽ còn cuộc tiếp đón đội tuyển Uruguay vào ngày thứ ba tuần tới trên sân nhà và đội y tế đội bóng xứ sở Samba kiểm tra kỹ càng tình trạng của Casemiro có đủ điều kiện thi đấu hay không. Huấn luyện viên tạm quyền của Brazil nói Casemiro ra dấu phải rời sân sau khi cảm thấy đau mắt cá chân. Giám đốc bóng đá của MU John Murdoch xác nhận đội bóng đang tiến hành một cuộc điều tra nguyên nhân các danh sách chấn thương kéo dài và điều này thì đã làm ảnh hưởng đến độ ổn định về mặt chiến thuật của Erik Ten Hag. Ngoại hạng diễn ra chưa được 10 vòng đấu nhưng MU là đội bóng có số lượng cầu thủ bị chấn thương các mức độ khác nhau khá nhiều. Trong đó thì 16 cầu thủ của đội hình MU đã trải qua chấn thương mùa này. Mùa giải năm nay Casemiro thi đấu cả 8 trận từ đầu mùa nhưng tiền vệ này đã đánh mất chính mình so với mùa giải trước. Trong trận đấu vừa qua gặp Brentford, huấn luyện viên Erik ten Hag đã buộc phải thay anh ra từ sớm. Sau đợt tập trung các đội tuyển, MU sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu căng thẳng sắp tới. Man đỏ mở cuộc điều tra Ten Hag. Manchester United mở cuộc điều tra về vấn đề lớn gây rắc rối cho Erik ten Hag tại đội chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên của Manchester United Erik ten Hag đã không thể chọn đội hình mạnh nhất ở mùa này do có quá nhiều cầu thủ chấn thương và hiện lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã mở cuộc điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Chính thức ra người Hà Lan đã chứng kiến khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của Man đỏ trong 37 năm và danh sách chấn thương dày đặc của Quỷ đỏ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Chỉ sau có 8 trận tại Premier League thì Ten Hag đã có 16 cầu thủ không thể thi đấu hoặc chấn thương. Các tân binh Hojlund, Mesmao, Harry Willow, Sofian Amrabat đều phải ngồi ngoài, còn những trụ cột như Varane, Martinez, Luxor và Aaron Wan-Bissaka cũng chấn thương. Vì vậy Ten Hag chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất ở mùa giải năm nay và bây giờ thì MU đã mở cuộc điều tra để giải quyết vấn đề gây nên rắc rối lớn cho Erik ten Hag. Thông tin từ tờ The Mail của nước Anh là có quan chức từ đội ngũ y tế của Man đỏ đang tích cực tìm hiểu xem liệu có bất kỳ cách nào nhằm giúp giảm bớt các vấn đề về chấn thương đang diễn ra với một độ dày đặc ở đội bóng hay không. Một số cầu thủ của MU chấn thương do va chạm ở trên sân trong quá trình tập luyện, số khác gặp phải vấn đề về cơ bắp. MU đã sẵn sàng giải quyết tất cả những điều này. Các huấn nhân viên của MU đang cố gắng xác định xem liệu những chấn thương đó có phải đến từ việc cầu thủ thi đấu quá tải với nhiều trận đấu tại World Cup hay không. MU đã thuê cựu giám đốc y tế của Arsenal là Gary Doskal vào mùa hè này để đảm nhận vai trò tương tự tại Old Trafford. Gary chỉ mới chính thức bắt đầu công việc tại MU vài tuần trước. Man đỏ và kinh địch Manchester City đã chơi nhiều trận hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League mùa giải trước. Hiện tại MU cũng đối mặt với nguy cơ các cầu thủ của họ dính chấn thương khi tập trung đội tuyển quốc gia đá giao hữu và các trận đấu vòng loại Euro 2024. Phát biểu vào tháng trước, Erik ten Hag thừa nhận rằng ông lo ngại về số lượng các ca chấn thương tăng cao do bất thường tại MU. Erik ten Hag của MU nói là có một điều đúng từ đầu mùa giải trước, tôi gần như chưa bao giờ có được đội hình sofa tốt nhất. Nó luôn giống như là một chấn thương nhưng bạn sẽ phải đối mặt với nó và chúng tôi luôn nhận được kết quả tốt ngoại trừ giai đoạn hiện tại. Đó là một điều đáng lo ngại, nhưng đó là lý do mà vì sao chúng tôi phải xây dựng đội hình có chiều sâu. Để chúng tôi có thể giải quyết được tình huống này, đội hình dày có thể giải quyết được nó. Chấn thương thì luôn xảy ra trong bóng đá đỉnh cao bởi vì chúng tôi đang sống trong tình trạng phải thi đấu quá tải và chấn thương đang ngập đến. Chúng tôi phân tích kỹ lý do tại sao mọi chuyện xảy ra, nhưng chúng tôi cũng phải đối mặt với thực tế và vấn đề luôn là những cầu thủ sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi có một đội hình mạnh và chúng tôi cần phải tận dụng nó một cách tốt nhất. Erik ten Hag xem xét loại bỏ Marcus Rashford. Theo nhà báo Dean Jones, Erik ten Hag đã nghĩ đến phương án để tiền đạo Marcus Rashford ngồi dự bị sau phong độ tệ hại của anh từ đầu mùa giải. Mùa giải vừa qua, Rashford dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sang đến mùa giải năm nay, cầu thủ này sa sút thảm hại. Dù vẫn được ten Hag tin tưởng, nhưng cầu thủ sinh năm 97 mới có một bàn tại ngoại hạng Anh. Việc số 10 sa sút là một trong những lý do khiến MU chỉ xếp thứ 10 Premier League và xếp bét bảng A Champions League với 2 trận đấu toàn thua. Theo nhà báo Dean Jones, Erik ten Hag đã nghĩ đến phương án để Rashford ngồi dự bị sau phong độ tệ hại của anh từ đầu mùa giải. Ông nói: "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Ten Hag loại cậu ấy ra khỏi đội hình vì đó sẽ là một quyết định lớn nhưng Ten Hag sẽ phải sớm cân nhắc điều này. Chúng ta sẽ chờ xem tình trạng của Rashford sau khi kết thúc loạt trận quốc tế nhưng cậu ấy đã bị rút khỏi sân lần thứ 3 trong trận đấu gặp Brentford. Rõ ràng là cậu ấy đã không còn là chính mình, không ai có thể nhận ra một Rashford bùng nổ. Ở mùa giải trước, Ten Hag thì đang cân nhắc mọi thứ và nhiều người sẽ không bất ngờ nếu như cậu ấy phải ngồi dự bị." Cựu cầu thủ của MU Luis Saha cũng cho rằng Rashford có thể bị Erik ten Hag đẩy lên băng ghế dự bị nếu như anh không nhanh chóng cải thiện được phong độ, anh nói. Tại thời điểm này, Rashford đang thể hiện khả năng đưa ra quyết định kém, cậu ấy cần tự tin và điều tương tự cũng có thể nói với nhiều cầu thủ ở câu lạc bộ hiện tại. Nhiều người trong số họ không đưa ra quyết định đúng đắn ở 1/3 cuối sân. Nếu cậu ấy không cải thiện phong độ, việc cậu ấy phải ngồi dự bị là điều không thể tránh khỏi. MU chốt giá mùa trung vệ Wehi. Các quan chức của Man đỏ đang đàm phán dứt điểm mục tiêu trung vệ Mark Rowehi với phí chuyển nhượng không dưới 50 triệu bảng. Khi mà các mục tiêu quan trọng Erik ten Hag yêu cầu để gặp trở ngại, Man đỏ đang nhắm đến trung vệ Mark Rowehi, một trong những nhân tố hàng thủ đội tuyển Anh.
South London News cho biết đại diện của MU đang liên hệ với Crystal Palace để thảo luận về các điều khoản. Weahy trưởng thành từ đội trẻ của Chelsea nhưng chưa bao giờ được khoác đội 1 tại Premier League. Sau thời gian cho mượn tại Swansea, anh được Palace mua đứt vào năm 2021. Tại Palace, Weahy trưởng thành vượt bậc và được Gareth Southgate gọi vào đội tuyển Anh. Weahy đá 7 trận Premier League mùa này. Phong độ của anh góp phần giúp Palace là một trong những hàng thủ tốt nhất giải với 7 thua chỉ sau Man City và Arsenal. Chính Weahy chỉ huy hàng thủ giúp Palace vô hiệu hóa hàng công MU và giành 3 điểm ngay tại Old Trafford. Ở vòng 7 Premier League cách đây 2 tuần, bộ phận bóng đá của MU đánh giá cao Weahy, nhất là kinh nghiệm chiến đấu ở giải đấu hàng đầu bóng đá nước Anh cũng như mối quan hệ ở Tam Sư. Theo South London News, MU chấp nhận giá cao mà Palace đòi hỏi để có trung vệ 23 tuổi người Anh gốc bờ biển Nga. Con số cụ thể chưa tiết lộ nhưng chắc chắn phá kỷ lục từ bán cầu thủ trong lịch sử của Palace. Vụ Aruga Bisaka chuyển đến chính MU.